Vâng, em xin chào các anh. Này, hôm nay thì em lại lên cho các bác ở đây là một cái cặp loa N9 theo yêu cầu của các anh đang hỏi con N9 nhá. Đây thì đây là một cặp loa Onkyo mã là N9 này, dòng loa đời cao nhất của đời N. Đấy. Đây là số trơn thì đây là dòng cao nhất rồi. Và đây, hàng về đầy đủ ế căng anh nhá, đầy đủ ế căng luôn này. Đầy đủ ế căng. Dòng N9 này thì nó là dòng loa bát màng sợi kép na, nón cũng là nón kép na và gân cũng là gân xếp mà dạng kép na hết nhá. Đấy. Nó tạo thành một cái hệ thống loa một bát và một chép này. Một chép đo và một bát màng carbon sợi dệt carbon kép na đấy. Thì những con này thì tiếng bát của anh rất là hay, uy lực và được rất là nhiều anh đang săn lùng tìm mua. Đấy, vì là tiếng nó hay mà bày nó cũng đẹp. Đây. Đây nha, thì đây là con N9 này. Ngoại hình của loa đây nhá. Đấy. Như con này thì em đánh giá đây là một con hàng còn đẹp. Đấy. Hàng còn đẹp. Còn không biết với các bác đánh giá như nào? Nó kém hàng đặc sắc một tí xíu nhưng mà đây là một con hàng đẹp. Với em thì đây là một con hàng đẹp rồi. Đấy. Qua nhìn này, góc cạnh các thứ của loa này. Đấy. Sơn si thì nói chung là nó là hàng bãi thì nó về nó sẽ không tránh được một vài vết nọ vết kia một tí đúng không? Nhưng còn về góc cạnh em thấy là ok. Đấy. Đây. Em quay xung quanh cho các bác xem đây, các bác có thể thấy. Đấy nhá. Cặp loa này thì em quay chi tiết các bác và em sẽ có một cái chương trình khuyến mại nhỏ nhỏ ở bên đây nhá, có một cái quà nhỏ nhỏ cho các bác ở bên đây. Đấy, về cho các anh ai mua loa thì có thể có thêm cái món quà này tặng kèm cho chị nhà để chị nhà vui hơn đấy, để mình mua loa cũng không bị mắng nha. Đấy. Đây. Đây loa đây nha. Đấy. Được chưa? Đấy. Loa Onkyo N9 này thì có công suất là đi 70W trở kháng là 4 ohm các anh nhá, 70W trở kháng 4 ohm. Đấy, 70W trở kháng 4 ohm. Đó. Đấy. Đấy, ngoại hình như em đã quay nhá. Đấy, thế căng em đã quay rồi. Đấy, và con này thì kích thước như sau này. Chiều ngang nó khoảng 17 cm. Em đo bằng găng tay thì có thể là sẽ xê dích một tí xíu nhá. Khoảng 17 cm chiều ngang này. Chiều sâu nó khoảng tầm đi là 21-22 cm này. Chiều cao đôi này. Chỗ này nó khoảng 28 cm chiều cao nhá. Đấy. Loa bát của nó sẽ là bát khoảng 14 này, đấy, hơn một găng tay khoảng 13 14 đấy, nha. Bát màng trắng carbon gần vải gần xếp đấy, thông hơi phía trước đấy, được xé rãnh rất đẹp này. N9 nhá, còn cứ N9. Đấy và ở bên đây thì là trong Reno này em về được một ít các cái bàn nào đi kèm luôn. Đấy. Thì những con bàn nào này thì giá nó đây là bàn nào của Nhật bãi các anh nhá, hàng bàn nào Nhật bãi luôn đây này. Hàng của Nách không phải là hàng thường đâu, hàng hãng Nách luôn. Hãng Nách thì rất là nổi tiếng ở Nhật về về cái thương hiệu đồ gia dụng cũng như là đồ kể cả máy tính luôn nha. Đấy, thì con này là một con bàn à của Nách này, công suất của nó là 800W điện 100V nhá, điện 100V 800W đấy. Đấy, cái này thì là bình thường ra là giá của nó sẽ khoảng tầm 500 590 một cái con này, khoảng 559 một cái con bàn à này nhá. Đấy, bàn là nó nhỏ gọn thôi, mình về để mình là quần áo thì cũng rất là nó gọn nhẹ. Đấy. Đây. Thì các anh nhìn thấy ở đây chiều cao của cái bàn là nó khoảng tầm hơn 20 cm. Đấy, chiều ngang, chiều sâu nó khoảng tầm 10 cm. Đấy, và chiều ngang nó khoảng tầm cũng khoảng tầm 8 đến 10 cm nhá. Đấy. Thì con bàn là này nó khoảng 500 đến 590 đấy, nhưng mà thôi con này em hôm nay có một quà nho nhỏ cho các bác luôn, em tặng kèm cho các bác luôn nhá. Tặng kèm cho các bác trong cái đôi loa này luôn đấy. Và cái đôi loa này thì giá của nó nhá, giá của nó là 2.190.000 đấy. Những cái đôi này hàng nó xuất sắc hơn một chút thì nó khoảng tầm 2.800.000, 2.600.000 nha, nhưng mà đây đây đôi này thì em bán 2.190.000 thôi đấy. Thì bác nào mua cái đôi loa này thì liên hệ cho bên em nhá. Đấy, 2.190.000 và đã được tặng combo kèm theo, là được tặng kèm luôn nhé, được tặng kèm luôn, không phải combo mà là tặng kèm luôn cái bàn là này nhá, tặng kèm luôn cái bàn là này. Đấy, bàn là thì em có thử là nó vẫn sống bình thường nhá, đấy, vẫn nóng bình thường luôn đấy. Đấy. 2.190.000 và
Đấy, tặng kèm các bạn nào trị giá khoảng 590.000 này. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái đôi loa này thì liên hệ ngay cho bên em nhé. Các bác mua được tặng kèm các bạn nào luôn nhé. Vâng. Đấy nhá. 2.190.000. À và cái này em cũng cũng phải lưu ý luôn, không nhiều khi các bác về các bác này ấy này. Đây là cái này thì là cái bàn là này là tặng kèm đấy, tặng kèm theo nhá, thì là em có test ở đây thì nó vẫn sống đấy, nhưng mà cái này thì em không bao sống chết thì cái này đâu đấy. Em chỉ biết em thử ở đây là nó vẫn đang nóng và em có di ở trên các cái ấy thì nó vẫn còn nóng và bốc hơi khói nghi ngút luôn đấy. Cái hơi nước ấy, hơi nước nhưng mà hơi khói nhá, cái hơi nước bốc nghi ngút luôn nhá đấy. Nói chung là dùng vẫn còn nóng ok bình thường luôn đấy. Còn cái này là hàng tặng kèm thì em không bao chạy không bao sống chết gì cả đâu. Này về là các bác dùng nhớ cắm điện 100V cẩn thận nhá. Vì nhiều bác về khi lại làm oạch phát điện 220 làm cắm nhầm và các cái điện khác xong đến lúc mà nó cháy này bảo là cửa hàng bán cái ấy nhá. Em tặng kèm cái này thì các bác về các bác dùng cho nó đúng điện nhá. Đấy. Em test thì vẫn chạy bình thường đấy nhá. Nhưng mà em không bao sống chết thì cái này là hàng tặng kèm thôi. Đấy. Đấy thì đấy nhá, giá của đôi loa này là 2.190.000 được tặng kèm cái đàn đà. Đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em. Em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. À cái loa này thì em cũng đã test rồi, sống ok luôn nhá. Khi nào bác nào mua thì em sẽ có một cái clip em bàn giao riêng này cho các bác về cái test cái bát của từng cái loa một nhá. Em xin chào các bác ạ.